Đây, tớ sẽ quay một vòng ngắn cho mọi người thấy nhá, ở quê tớ đẹp như thế nào nha. Đây là hồ nha, có một anh đang đánh cá, cho phép tớ nói tiếng Bắc chút, mặc dù là về quê. Đây nhá, đi ra tiếp đây nhá, ngoài kia là ruộng nhá. Phong cảnh đây hữu tình lắm. Đây là nhà dì của tớ, dì tức là em mẹ. Mặt trời chiếu đẹp, xong rồi là ruộng. Tí nữa sẽ có món cá nướng. Đây, quay một vòng nha. Dạ, không có chứ, chỉ quay cho đẹp đấy. Đây là ruộng nhà người ta nhưng không phải ruộng của tớ nhá. Đây bên kia rồi. Nếu như ai muốn du lịch thì về chắc chỗ tớ, nhiều chỗ đẹp lắm, với lại đi phong cảnh hữu tình. Nhà tớ còn có đường đất đai ở trong trong rừng cơ. Chỗ đấy đẹp lắm. Ngày xưa thì hồi đi là hồi cấp 2, cấp 2 thì thường đi mùa hè thường đi làm trong đấy mà đi nương đi rẫy đấy nhá. Đây một vòng như thế thôi, tớ vào xem chiến lợi phẩm của anh đánh cá như thế nào, thì nó sẽ có món cá nướng uống biết.